Ui, hàng hàng anh em ơi, đang tâm sự anh em tí cá kéo bay cần sướng thế. Hello, chào năm cho anh em đây với channel của mình nhá. Hai ngày mới đẹp trời, tuy có hơi lạnh nhưng mà nay không có gió nhưng qua nữa các cụ. Tuần nữa này sẽ đánh hồ dịch vụ, bây giờ phải ra ngoài kia lấy được cái phao xốp bảo thảo các cụ nhá. Tít ngoài kia kìa, đấy các cụ đợi em một tí nhá. Cụ thế buổi sáng ở trên đấy có đẹp không? Đấy, phao đánh tít ngoài kia này, đánh lại phải 35 mét các cụ nhé, thật tuyệt vời, cảnh rất là đẹp. Gió đánh sau rồi sợ mỗi gió đâu, hôm qua đánh nó gió quá, này lại bắt đầu có gió này, bực thế nhỉ. Trời miền Bắc hôm nay tương đối là lạnh các bác nhé, nhìn không khí nó có vẻ nắng nắng một chút nhưng mà nhiệt độ thì khoảng trong 10 độ, rất lạnh. Cuộc sống thì rất là bận rộn, đi làm chẳng có thời gian đi câu. Hôm nay chủ nhật cuối tuần thì có thời gian đi câu, đi quay các bác xem. Các bác thấy phong cảnh có đẹp không? Rất là đẹp luôn, địa điểm cũng rất là đẹp. Đấy. Hôm nay thì em đánh bài mù chua, vừa kéo cái phao số bà Thảo quên cắm cây này trôi tận ngoài kia. Bây giờ mới khoảng có 7 giờ đây, mặt trời vừa lên bắt đầu có một chút nắng. Cuộc sống giờ của em giờ cứ là ngắm phao là thấy tuyệt vời các bạn, đi câu chỉ có nhìn phao là sướng này. Giờ này có cốc cà phê ấm ấm nữa, ngồi chỗ này tuyệt vời luôn đấy. Thời tiết mùa này tương đối là lạnh nhưng là cá muốn đánh được cá thì phải đánh sâu đấy, phải đánh sâu. Em đánh hồ này nó sâu khoảng gần 4 mét cơ đấy, thì mới có cá ăn được. Nếu mà mình lạnh này mà mình đánh gần bờ ấy, thì cá nó không thể nó vào, người sờ dưới nước còn lạnh sao cá nó vào đúng không, càng sâu thì càng ấm thì cá toàn tụ ở dưới vào. Đấy là kinh nghiệm với câu bài mồi ủ chua thì rất là hiệu quả, nhưng cái quan trọng là cũng phải biết lựa chọn cái ngày đẹp trời, cái ngày cá hay ăn, mẹ nhìn tăm nữa đấy, quan trọng là nhìn tăm đấy. Các bác đi câu chuyên nghiệp rồi thế tăm cái là biết vị trí nào cá ăn hay không rồi. Còn anh em đi câu năng C hay ấy thì cứ tưởng là giữa là dưới tầng sâu, mùa này câu năng C là hợp lý này đấy, cứ bài mồi ủ chua mà bóp vào mà ném năng C vàm hàng to rất là nhiều, và đa phần câu năng C toàn là khủng thôi. Thế em đánh đục này cổ mong này là con chép to to chút thì ngon. Hôm nay cũng không xin được bài mồi câu chấm đen, nọ sang xin nhưng mà không được các bác ạ, rất là khó tính. Bài mồi người ta câu bao năm nay không được chia sẻ với ai ạ, em sang xin rất là khó khăn, chỉ cho một chút về câu chứ không không chịu chia sẻ công thức làm như thế nào hay cách làm như thế nào, rất là buồn không thể chia sẻ cho anh em được. Quay một chút phong cảnh cho anh em xem nhé.
có rất nhiều anh em hỏi em ở đâu thì em ở Hải Phòng các bác nhá. Đấy. Ở Hải Phòng giờ có rất nhiều địa điểm câu đạp gần biển, gần sông mà. Rất nhiều điểm câu đạp luôn. Phong cảnh đạp. Em chủ yếu là cũng đi quay phim này, quay những cái cảnh đạp cho anh em xem là chính này, thì họ quay cảnh phao. Mình đi câu đi ngắm cảnh ngắm phao là rất là thích rồi đúng không các bác? Cuộc sống này nhiều lúc đi làm về mệt mỏi chỉ muốn thư giãn thôi. Đi câu cá là rất là thư thả đầu óc này. Đôi khi quá cái chút kịch tính đó, bởi vì nhiều lúc mình thấy cái phao nó tì xuống ấy, tim đập thình thịch này. Giật rất là thích. Đi câu quan trọng là mình phải nâu nâu đồng phát vậy thấy mới sướng, nên là hàng to này cà phê. Chứ nếu mà đi dập liên tục thì mỏi tay thì lại không thấy thích lắm. Thì hôm nào em có chia sẻ lại một lần nữa cái bài mồi của em, bởi đợt này mồi câu cũng hết rồi các bạn. Đánh ổ nó hơi tốn, hơi mất nhiều mồi, sắp hết mồi rồi. Nào em có làm lại một ổ nữa ấy, thì quay cho bác xem. Xem để nhiều các bác hơn rút ra cái kinh nghiệm mình làm mồi đấy. Làm nhiều, có nhiều kinh nghiệm rồi. Em bản thân em trước giờ cũng làm rất nhiều loại mồi, đặc biệt là mua thì con thua bạn, mua mùi thơm ấy đi câu thì nó thực sự em thấy nó không hiệu quả bằng mùi ủ chua đâu đấy. Em cứ thử đi câu thử xem, mùi ủ chua bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao hơn rất là nhiều so với mùi thơm. Mùi thơm nó cái ưu điểm lớn nhất của nó là tay nó về nó không có mùi rồi, nhưng mà để mà dụ được cá đến nhanh thì không bằng mùi ủ đặc. Mùi ủ cần thả ra cái là một lúc lập tức cá bô ngay, đặc biệt là đánh ổ. Mồi ủ thì cá con là ít ít kinh phá, em câu ít khi gặp cá con đó. Mà khi mà em gặp cá con nha coi nha, nếu mà mình câu đơn ấy, đơn của câu đài đấy, gặp cá con nó đến nó cứ tỉa tỉa mà kéo kéo không giật được toàn hết mồi đấy, thì là em nick nãy nục xuống ngay đấy, em cho nãy nục đánh cần đơn ngay, thì nó chỉ còn nhấp 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 giật một phát là y thằng đến 4-5 con rô phi mắc nữa là chuyện bình thường đấy, đa phần rô phi con nó phá đấy. Đấy, trường hợp ấy rất là ít. Anh em nào mà bài mồi này về quan trọng nhất cái bài mồi ấy là nó phải tạo ra cái mùi đặc trưng của nó thì mới câu được cá. Chúc anh em luôn thành công cái bài mồi và có cái bài mồi riêng của mình. Em đi câu thì từ ngày em phát hiện phát minh cái bài mồi em câu thì chỉ sử dụng một loại mồi này câu thôi. Còn nếu đánh thêm chấm đen thì có thể là mình pha thêm ốc hoặc là sa xin. Ít nữa mồi bột ốc hẻ câu. Đấy, cũng cảm ơn hơn 5.000 anh em. Đấy, em từ ngày nay em hơi ốm, hơi làm mỗi chút. Gió thổi ngồi mãi thổi mũi là nó xù xì này, nói nó giọng nó không được rõ lắm. Đấy thì em cũng cảm ơn 5.000 anh em đã luôn ủng hộ em trong quãng thời gian vừa qua. Đấy thì kênh cũng đã được bật kiếm tiền rồi, rất cảm ơn các bác. Thì thực sự các bác cảm thấy yêu quý em thì hãy like, share cho em để em có động lực để làm ra nhiều cái sản phẩm tiếp theo và nhiều video và nhiều phong cảnh đẹp cho anh em xem. Bây giờ quan trọng là mình ra video để có người xem thì mình có động lực đi đi câu, đi quay phim. Nếu bình thường mà làm ra không ai xem thì thực sự các bạn đã chỉ muốn đi câu đấy, không muốn quay lắm gì, bởi vì đi quay các bạn đi quay trông theo rất rất mệt, rất tốn thời gian, đâu phải là lúc nào mình cũng thư thả đâu đúng không. Đấy chọn những cảnh quay đạp này, những khoảnh khắc là cá nó lên hàng đấy, đấy bấm máy mình căn được thời gian đó, bởi vì em không quay liên tục quá nhá. Đấy các bác nhìn xem cảnh em không quay liên tục đâu. Em quay chất lượng video của em là 4K 60 frame. 4K 60 frame các bác xem thì biết đấy, rất là mượt, rất là nét, đặc biệt là các bác nào có tivi bật lên mà xem. Rất là đẹp, rất là nét, màu mè rất là đẹp luôn đấy. Đấy thì dung lượng nó tốn rất là nhiều. Em quay nói chung là cứ 3 phút là mất 1 GB. 3 phút mất 1 GB mà cứ quay liên tục một ngày khoảng 10 tiếng bác biết là lên hàng mấy trăm GB xong mà quay được. Đúng không? Thì em chỉ chọn những cái khoảnh khắc nào đẹp nhất, nó lên hàng thì em quay căn được, cái đấy rất là khó quá nhé, không đâu không phải dễ đâu. Các bác xem và chia sẻ, bác nào kích quảng cáo nữa thì em rất là cảm ơn đấy, cái nguồn động lớn nhất để tạo ra các video cho bác xem.
hàng hàng anh em ơi, đang tâm sự anh em tí cá kéo bay cần sướng thế. Đúng rồi. Đúng rồi. Đâu cần đâu cần. Đúng rồi, nhau đâu cần đến hàng đẹp. Máy zin hàng đẹp, hàng đẹp, hàng đẹp, hàng đẹp, chép 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 anh em nhé. Cô lấy nhiều con cái vật nhé, cô có vật đấy, còn cái vật đấy. Vâng vâng. Cho đẹp anh em ơi. Đầu đầu cần gọi là cứ là cong tít luôn nhá. Thấy chưa? Lấy đầu cần được cá to. Chăm chắc của rồi. Ôi ngon rồi, mày ông cô trợ giúp con treo rất là to. Cái thằng này trước đi như này đâu đà nay nó đi học rồi cô ạ. À, thằng nhỏ nó còn đi học à, bữa nay nó đi học rồi, còn đứa con này thích nhiều cô nhỉ. Thằng của nó cũng được công ba bóng căng nhưng cận khó quá. Đấy con thả đấy con thả đẹp như con nhỉ, to luôn, hàng đẹp luôn. Chép đầu tiên. Ui lên hàng chép sướng quá anh em ơi. Hồi giờ cũng phải về làm rồi, 12 giờ trưa rồi, nay em làm ca chiều. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhé. Hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ em. Thank you. Chào, hẹn gặp lại các bác.